Chào mừng tất cả bạn đến với lãnh địa Samsung đây. Chia tay một năm 2022 với nhiều thăng trầm luôn. Thì mình giới thiệu đến em một em Galaxy S21. Đây, đón đầu luôn. S21 vẫn còn thiết kế đẹp nha. Con này là thừa hưởng thiết kế của S22 nha. S22 thừa hưởng nó là cũng là đó, đây luôn. Thiết kế vuông vức màn hình thẳng luôn nha anh em. Dòng này là tỷ lệ màn hình là 6.3 inch nha. Thiết kế nhỏ gọn, camera giọt nước nha, ẩn trong màn hình luôn. Đây, cụm 3 camera sau hình chiếc lá luôn nha. Mặt lưng của dòng này là bằng nhựa nha anh em. Nhưng mà nó vẫn là dòng cao cấp, màn hình tần số quét là 120Hz nha. Bản này bản hàng sở hữu chip Exynos 2001, cực kỳ mượt mà, ngang ngửa với chip Snapdragon 888 luôn nha. Con này là 256GB, camera zoom 30x luôn. Đây, cam zoom 30x y như đời S20 nha anh em. Màn hình phẳng nha, 6 cũ là sở hữu được luôn. Đầu năm mới, anh em nào cần liên hệ trực tiếp, không ship hàng nha anh em.